비추고 Một trong những ngày được mong chờ nhất trong năm có lẽ chính là ngày sinh nhật. Mọi người đều mong chờ dịp lễ đặc biệt này để được quây quần bên những người thân yêu, nhận những lời chúc tốt đẹp nhất. Đốt nến và thổi nến được xem là một phần không thể thiếu trong bất cứ bữa tiệc sinh nhật nào. Chúng ta làm điều đó như một tập tục, nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của nó. Vậy nghi thức thổi nến trong ngày sinh nhật bắt đầu từ khi nào? Vì sao chúng ta lại làm như vậy? Trong những buổi đầu của lịch sử nhân loại, khi mà khái niệm sinh nhật còn chưa xuất hiện, con người coi ngày họ sinh ra chỉ như bao ngày bình thường khác. Đến thời kỳ cổ đại, nếu không phải tầng lớp quý tộc, thì ngày sinh nhật cũng chỉ để phục vụ cho mục đích chiêm tinh mà thôi. Khái niệm sinh nhật lần đầu tiên được nhắc đến là trong một cuốn sách kinh thánh mang tên Chúa sáng tạo ra thế giới. Gần 4.000 năm trước, vua Pharaon tổ chức ăn mừng sinh nhật của mình bằng cách tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, gồm những người có quyền chức trong bộ máy chính trị chuyên chế thời đó để đánh dấu ngày sinh của mình như một vị chúa. Tập tục đốt nến và thổi nến trong ngày sinh nhật được cho là có nguồn gốc từ nước Hy Lạp cổ đại. Trong thời kỳ này, người ta rất sùng bái nữ thần mặt trăng, Artemis, và mỗi năm đều phải kỷ niệm ngày sinh của bà. Những ngày đó, trên bàn thờ nữ thần thường bày một cái bánh làm từ trứng, bột mì và mật ong. Trên mặt bánh có cắm rất nhiều nến đốt sáng, và người ta cho rằng ánh sáng của các ngọn này tượng trưng cho ánh sáng lung linh của mặt trăng. Và như vậy, người ta sẽ bày tỏ được lòng sùng kính của mình đối với thần mặt trăng. Con người tin rằng, trong các ngọn nến được thắp sáng có một sức mạnh thần bí nào đó, và khi thổi tắt các ngọn nến thì mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy, sau này, người Hy Lạp vẫn duy trì tập tục này mỗi khi tổ chức sinh nhật cho con cái họ, với hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ. Cứ như vậy, tập tục này được lưu truyền cho tới ngày nay và được phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!